Bắt đầu. Tôi tên là Nguyễn Thị Hường, sinh ngày 15 tháng 3 năm 1975. Bảng công việc chi? Cán hộ. Bảng yêu cầu công việc cán hộ công. Tôi tên là Nguyễn Thị Hường, sinh ngày 15 tháng 3 năm 1975. Số hộ chiếu của tôi là C999-8620. Tôi đã trúng tuyển đơn hàng. Tên chủ sử dụng Vương Bảo Sâm, địa chỉ Thanh Thủy, Đài Trung. Thời hạn hợp đồng 3 năm, điều kiện tuyển số lượng 1, giới tính nữ, chiều cao 1m50, cân nặng 50, học lực cấp 3, tình trạng hôn nhân. Yêu cầu khác, yêu cầu lao động chăm chỉ, ngoan ngoãn, phối hợp, học và làm việc theo sự hướng dẫn của chủ, không tự ý làm theo ý kiến của mình khi chưa được phép của chủ, có thái độ tốt trong công việc, chăm sóc tận tâm chu đáo, có tính nhẫn nại cao trong công việc, việc tính tình vui vẻ, hòa đồng, tuyệt đối không có thái độ tuân theo, sắp xếp, không phối hợp làm việc, tuyệt đối không có ý định trốn hoặc chuyển chủ khi mới sang. Mô tả công việc chăm cụ bà 72, cao 150, nặng 40. Cụ bà có thể đi lại được, chăm sóc ăn uống, tắm rửa, đưa đi khám, massage, lật mình, dìu đỡ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo theo sắp xếp của chủ. Số giờ tăng ca theo công việc của chủ. Môi trường làm việc giúp việc gia đình, mức lương cơ bản 20.000 nhân dân tệ, phí ăn ở miễn ăn ở, dự kiến xuất cảnh tháng 8 năm 2022. Hình thức tuyển gửi form tôi đã đọc và hiểu rõ nội dung công việc của tôi khi sang Đài Loan làm việc. Tôi đồng ý ký vào bảng công việc này và không có bất kỳ ý kiến thắc mắc và kiện cáo gì. Tôi cam kết sẽ làm hết hợp đồng như đã ký, tuyệt đối tôi sẽ không phá hợp đồng về nước hoặc xin chuyển chủ vì bất kỳ lý do gì. Nếu tôi xin chuyển chủ, tôi sẽ nhận lại được. Tôi sẽ không nhận lại được bất kỳ chi phí nào từ môi giới và phải bồi thường chi phí cách ly cho sự chủ sử dụng là 52.800 nhân dân tệ. Tôi ký cam kết này trong hiện trạng hoàn toàn minh mẫn. Nhân viên quay video à? Hà Nội ngày tháng Hà Nội ngày 12 tháng 8 năm 2022. Họ tên tôi Nguyễn Thị Hường, họ tên lao động Việt. Quay lại.